Đề Tam Bơ cung thịnh mời Thái tử Đề Tam phương phi diệt mạo dung nhan đơn khác thường. Chầu trực chốn điện đường nhị thoái phù chức võ thần chấn thủ lạnh sang ngây. Triển nhang long thành dâng một triển nhang tấu về thủy phủ dương gian các tòa thiên đình địa phủ diêm la tấu về thủy quốc vua cha đồng đình bốn dòng là chúa thủy cung văn sứ dâng lên cược này văn sứ dâng lên trình quan tam phủ ngài chép biên dành dành vì do nhị tự sản sinh. Cai quan thập cờ diệu quan về chứng mã phong ngã thích tặng cung giang khi phúc hoàng thân cận thành chúa tiên trung vương. Ca lăng bân giờ từ bi bân chúng sinh cô ngã kim đinh tế sóc nhãn thập cờ diệu cai quan chứng mã phong. Thank you.
ngày 24 tháng 6 hạn tuần. Dân Nam Việt dâng bày tiệc mọc. Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ nghe hồng, sông pha trong trận lập chiến đi công. Ra tay cứu nước trừ cơn nguy biên, tiếng đề ngàn thu với núi sông. Tiệc Long Vân đền rồng đoan giá, ngự ngai vàng giờ sơ lắm đây, sập rồng bát ngát hương bay, lầu xót phù ký công đồng quý nga. Bậc tướng tài mệnh cung đối thác, một thân bà đành phải chia ngay, bảo vệ xuất nhập trang đài, lạnh giang thắng tích cho đời vẫn du. Tài tháo được nhập thần xuất quỷ, đã lên tay tế tế kinh bạc, thủy cung dâng nước tràn tràn, trùng trùng sóng vỗ thanh thang quán ngự đồng. Dưới sông sâu có nhà thủy tộc, đất lãnh giang long huyệt thần cơ, ngàn đời lưu mãi còn thơ, để tam thái tử con vua đồng đình. Xem sử sách anh hùng cái thế, có ai bằng thái tử đệ tam, mắt rồng lòng lành dung nhan, cướp thần giáp bạc ai được phép màu.
sợ. Nơi nơi đỉnh tố lốc muôn phương, Bạch Hạc thỉnh một hồi chuông, đầu rồng thấy rõ trong sương rụng dài. Chuyện các tướng mau mau đón rước, tướng nhà Trần áo giáp đai cân, trên trời đổi trần phong vân, bốn phương tám phương mênh mông. Thành ra hồi cung điện bà quan tình mời quan đệ tử nghi một con trời cái ngư thiên cung.